Pants Book. Xin chào các bạn. Hôm nay Pants Book chia sẻ đến các bạn về nghề hướng dẫn viên du lịch. Có lẽ nghề này không còn xa lạ với giới trẻ hiện nay. Vì nghề hướng dẫn viên du lịch là một nghề được xếp trong top các nghề có sự phát triển bền vững lâu dài và hứa hẹn trong tương lai, hướng dẫn viên du lịch sẽ được đi đó đây, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mọi miền đất nước, được tiếp xúc với nhiều nền văn minh trên thế giới và có thể thỏa sức thể hiện bản thân. Nhưng bạn có thực sự biết hướng dẫn viên du lịch là gì, trách nhiệm công việc của họ ra sao, tiêu chuẩn cần có để làm tốt nghề này là gì? Hôm nay các bạn hãy cùng Pants Book tìm hiểu ngay nhé! Du lịch được xem là một trong những hình thức giải trí được mọi người yêu thích nhất hiện nay, không chỉ giúp cân bằng tinh thần, cải thiện sức khỏe, du lịch còn giúp mở mang tầm nhìn và có được kinh nghiệm sống. Du lịch đến những miền đất mới, dĩ nhiên sẽ cần lắm một hướng dẫn viên nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ về vẻ đẹp cũng như lịch sử và văn hóa tại nơi đó. Chính vì vậy mà khi nhu cầu du lịch tăng lên thì nghề hướng dẫn viên du lịch cũng được phát triển theo. Hướng dẫn viên du lịch được hiểu là vị trí, công việc thuộc ngành dịch vụ du lịch. Họ tiếp xúc với du khách, sử dụng ngôn ngữ phù hợp để trình bày, giới thiệu, giải thích những thông tin chính xác nhất về địa điểm tham quan của những nơi mà du khách đặt chân đến trong suốt hành trình. Chúng tôi nghĩ các bạn đang tự hỏi rằng, làm hướng dẫn viên du lịch có khó không? Thì câu trả lời dành cho bạn là làm hướng dẫn viên du lịch không khó nếu bạn có đủ lòng yêu nghề, đam mê công việc, kiên trì rèn luyện các kỹ năng thì chắc chắn bạn sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Không phải công việc nào khi mới bắt đầu đã dễ dàng và thuận lợi như ý muốn. Đặc biệt đối với nghề hướng dẫn viên du lịch thì trong suốt quá trình theo đuổi và vào nghề đều là thử thách. Khi bạn vượt qua thử thách đó thì sẽ cảm thấy dễ dàng và có thêm nghị lực để phấn đấu hoàn thiện mình hơn. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem yêu cầu của nghề hướng dẫn viên du lịch là gì. Điều 1. Chắc chắn về tính chính xác tuyệt đối về những thông tin cung cấp cho du khách, không được đưa tin sai lệch, vi phạm chính trị, bởi đó là những vấn đề hết sức nhạy cảm. Nếu vi phạm có thể mắc vào các tội, bạo động chính trị, gây mất ổn định xã hội. Điều 2. Tuyệt đối không được sai hẹn, trễ giờ, bởi điều này sẽ tạo ấn tượng ban đầu không tốt cho du khách và thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, không nghiêm túc trong công việc của người làm hướng dẫn viên. Bạn cần hiểu rằng, trong ngành dịch vụ, thì sự hài lòng của khách hàng chính là yếu tố sống còn để tồn tại và phát triển, vậy nên phải xem khách hàng là thượng đế. Điều 3. Am hiểu tường tận các điều luật của quốc gia, quy định và tiêu chuẩn tại địa phương, điểm tham quan để du khách không vi phạm trong chuyến du lịch. Điều 4. Không được say xe, đây là yêu cầu cơ bản và cần thiết của người hướng dẫn viên du lịch. Việc di chuyển thường xuyên trên những đoạn đường dài ngắn khác nhau mà vẫn giữ tốt tinh thần và sự nhiệt tình để hướng dẫn khách là điều cần phải có ở hướng dẫn viên du lịch. Nhưng điều các bạn thực sự quan tâm có lẽ là làm thế nào để trở thành hướng dẫn viên du lịch giỏi đúng không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu phần tiếp theo nhé! Để trở thành một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, bạn cần đáp ứng những kỹ năng mà Pants Book đã tổng hợp được dưới đây. Trước tiên là kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống. Đặc thù của nghề hướng dẫn viên du lịch là nói nhiều và nói liên tục, sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nên kỹ năng giao tiếp bắt buộc phải có. Ngoài ra, hướng dẫn viên du lịch cũng cần giải đáp các thắc mắc của du khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nên phải nhạy bén trong giao tiếp, xử lý khéo tình huống, biết nhiều ngôn ngữ, biết tạo điểm nhấn thu hút riêng mang dấu ấn cá nhân và sự lịch thiệp là điểm cộng lớn giúp bạn làm tốt nghề này. Tiếp đến là kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ. Nếu bạn sử dụng cử chỉ, nét mặt, điệu bộ hợp lý sẽ giúp hướng dẫn viên du lịch dễ dàng truyền đạt thông tin đến cho du khách và tạo nên không khí vui vẻ hơn cho chuyến đi. Nhưng nếu sử dụng sai hành động hoặc cử chỉ mơ hồ sẽ gây ra tác dụng ngược, làm du khách hiểu nhầm, hiểu sai ý. Do đó, người hướng dẫn viên du lịch phải am hiểu cách giao tiếp phi ngôn ngữ và sử dụng đúng lúc, đúng chỗ. Và điều quan trọng là kỹ năng thuyết trình. Bạn nên bố trí nội dung và sắp xếp trình tự thuyết trình sao cho hợp lý, nên nói gì trước, rồi mới tới cái gì để tăng tính thuyết phục, tạo sự lôi cuốn và giúp du khách dễ tiếp thu, dễ nhớ. Chú ý lời nói của hướng dẫn viên du lịch là điều cần thiết trong suốt chuyến đi. Điều cuối cùng là khả năng ngoại ngữ. Không chỉ có khách nội địa, hướng dẫn viên du lịch còn phải tiếp xúc với du khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Do đó, hiểu biết và sử dụng thành thạo thêm nhiều ngôn ngữ là một lợi thế của người làm hướng dẫn viên du lịch. Ngoài ra, kỹ năng làm việc nhóm, quản lý tour, sử dụng phương tiện truyền thông cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều trong công việc của người làm hướng dẫn viên du lịch. Hy vọng với những thông tin trên,
bạn sẽ hiểu rõ hơn về hướng dẫn viên du lịch và tố chất căn bản trong nghề này là gì để trau dồi ngay từ bây giờ nếu bạn muốn theo đuổi nghề. Nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để ủng hộ cho Thansbook có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thansbook, sách và phát triển bản thân.